biết cái trường đại học Andrew từ lâu rồi. Bản thân ngày xưa cũng đã từng học ở London, ở Mỹ. Và sau khi tôi đã nghiên cứu những chương trình thì tôi cảm thấy rằng là thứ nhất về tính pháp lý, thứ hai về danh tiếng và thứ ba là cái chất lượng, đặc biệt là chất lượng chương trình nó mang lại. Tôi cảm thấy rằng là Andrew là một trong những chương trình hàng đầu của thế giới về quản trị. Và cái môn học cốt lõi của chương trình này là môn gọi là quản trị chiến lược. Thì cái môn quản trị chiến lược là một trong những cái môn, nó vừa là môn chính của chương trình mà cũng là cái môn mà tất cả các cái người làm doanh nhân người ta đều muốn học, bởi vì bản thân cái kỹ thuật và những cái mô hình cũng như là những cái chi tiết trong cái môn học này là nếu được ứng dụng một cách chuyên sâu vào cái quá trình doanh nghiệp là một điều quá tuyệt vời, mà tới theo tôi nghĩ từ 70-80% doanh nghiệp Việt Nam là người ta không có may mắn đã được tiếp xúc với phương pháp học của cái môn học này. Thì bản thân tôi là tôi đã cảm nhận cái giá trị nó, đã ứng dụng nó và hiện tại tôi đang thành công với nó, tôi đang rất là mãn nguyện. Những cái ngày gọi là trước Tết Nguyên Đán vừa rồi thì tôi có gọi là cuộc hội thảo chung với cái trường đại học Fulbright tại Việt Nam. Thì qua đó những cái chuyên gia hàng đầu cũng như những cái giáo sư từ Harvard về đã chia sẻ cho tôi, và có được cái tư cách để tôi ngồi với họ là rất may mắn, là tôi đã được nhận cái bằng từ đại học Andrew. Thì từ đó tôi cảm thấy rằng tôi rất tự hào, tôi tự tin tôi ngồi chung với họ. Và khi được ngồi chung với những chuyên gia hàng đầu như vậy thì tôi lĩnh hội được những kiến thức rộng lớn từ họ, từ Harvard mang về và cộng hưởng với những gì mà tôi học ở Andrew. Thì tôi có được những kiến thức, ví dụ như vừa rồi tôi đang chia sẻ một chương trình là Tết doanh nhân cho 500 doanh nghiệp kiều bào về tại Việt Nam. Thì tôi là người duy nhất được chọn để nói về kinh tế vĩ mô trước 500 cái doanh nghiệp đó. Thì đối với tôi không có gì hạnh phúc hơn điều đó, bởi vì tôi cho rằng là cái giá trị cuối cùng của học thuật là chia sẻ kiến thức của mình đến với mọi người, để khi họ nhận được điều đó họ có thể là làm tốt hơn cho doanh nghiệp của họ, để từ đó doanh nghiệp họ tiếp tục lan tỏa cái sự chia sẻ đến những người khác mà mang cái hạnh phúc đến cho càng nhiều người càng tốt. Đó là cái ước mơ của tôi và cũng là cái mong muốn hiện tại tôi đã đạt được. Không có gì hơn ngoài một cái lời là một lần nữa rất cảm ơn chương trình Andrew đã mang đến cho tôi cái kiến thức như vậy. Xin chân thành cảm ơn.